đến với phần đầu tiên, đi tìm tần số. Chờ đón xem bốn người đẹp ngày hôm nay sẽ cố gắng thể hiện mình ra sao để chinh phục trái tim của hai chàng trai của chúng tôi. Và bây giờ sẽ là bóng dáng bí ẩn của bốn cô gái. Mời bạn ở vị trí số 1. Em tên là Đông Nghi, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang là mẫu ảnh và ca sĩ. Sở thích của em là thích ca hát, du lịch và chơi nhạc cụ. Em chơi nhạc cụ gì vậy? Em biết chơi guitar. Còn piano? Em cũng thích nhưng mà em vẫn chưa có cơ hội để tiếp xúc với. Đấy, em cứ đứng yên ở guitar đi. Sẽ có người đánh piano kế bên. Chứ hai đứa đánh piano hết dành sao? Phối hòa với nhau nè. Đó, vô dạ vô. Em xin phép hỏi là hồi nãy em có nghe một anh biết chơi piano đúng không ạ? Đúng rồi em ơi. Anh chơi được guitar và trống luôn. Xin phép hỏi anh tên gì và bao nhiêu tuổi đúng không ạ? Anh là Toàn, hiện tại anh 24 tuổi. Piano em cũng thích, trống cũng thích nhưng mà em vẫn chưa có cơ hội để tiếp xúc với hai bộ môn đó và em hy vọng là nếu như mình có duyên tần số với nhau, anh sẽ là người dạy và chỉ cho em hai bộ môn tiếp theo là piano và trống được không ạ? Trời. Đó đương nhiên rồi em ơi, cứ về đó qua. Tận dụng chuyên môn quá. Số 2 đi. Và bây giờ sẽ là cô gái thứ hai, xin mời bạn. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Trang Anh. Nghề nghiệp hiện tại của em là ca sĩ. Sở thích của em là hát, nghe nhạc và nấu ăn. Trang Anh ơi. Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi à? Dạ em 24 tuổi à. Số 3 chị mời em giới thiệu. Dạ em tên là Kim My, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Em cũng có đam mê nghệ thuật nên cũng hiện tại là diễn viên tự do luôn. Em văn phòng về cái gì? Dạ telesale hả chị? Bán qua điện thoại. Dạ viễn thông. Dạ vậy là mấy cô này khéo nói lắm. Vậy về mặt hàng nào? Khách hàng hỏi đưa sản phẩm nào thì em sẽ gọi tư vấn giùm. Được luôn. Cảm ơn bạn. Rồi bạn số 4. Dạ xin chào tất cả mọi người, em tên là Mỹ Quyên, năm nay em 22 tuổi. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Sở thích của em là ăn ngon, mặc đẹp và đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới. Thí dụ bạn trai tương lai là hướng nhân viên du lịch rồi đi khắp mọi nơi rồi gặp gỡ biết bao nhiêu cô gái đẹp á, có ghen không? Mình cùng sở thích với nhau à, em cũng thích đi du lịch. Thích du lịch là đi một bữa hai bữa thôi, còn chồng đi làm chẳng lẽ đi theo hoài. Quân, mình phải nói ra những gì mình có trên thế gian này để ta biết đường ta dựa vô bờ vai. Nói cho chị biết, làm diễn viên còn làm gì nữa không? Ngoài công việc diễn viên ra thì em còn làm barista, pha chế thức uống tại quán cà phê của ông anh của em. Làm cái ly cà phê có cái hình trái tim. Cappuccino. Yeah, cappuccino đồ gì espresso. Ha. Được nha, chị khoái uống cà phê lắm. Em ơi, tối mình đi đánh nhẹ nhẹ. Dạ không, hiện tại em cũng đang cộng tác với một band nhạc á, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, dạ. Band nhạc tên gì? Dạ, Tia Chớp Bạc nè. Dạ, các bạn ơi, Tia Chớp Bạc, nếu các bạn thấy ở bữa nào đó có bạn Công Toàn và ông chừng nếu em đang gả được thì bữa mà các bạn coi thì đánh trễ rồi các bạn nữ à. Đẹp trai, cười rất tươi, giỏi giang. Các bạn nữ ơi, ở ngoài đây tôi đang sở hữu gọi là cái gì? Cực phẩm. Nghe bốn bạn tâm sự, cảm giác ấn tượng với cái giọng nói nặng. Mời Quân. Cái lỗ tai của em mà nghe bạn nào, nữ nào mà nói giọng Bắc cái là em thấy ngất ngây à. Thì khoái lắm. Mình số 2 à. À, ấn tượng với cái giọng nói của bạn số 2. Toàn, em cảm thấy an toàn với số mấy? Dạ nãy đầu tiên nghe giới thiệu thì em ấn tượng với bạn nữ số 1 tại vì có nhiều cái sở thích giống em. Số 3, số 4 thôi. Người ta ấn tượng là cái giọng nói thôi tại vì chưa có gặp nhiều, chưa có coi hình, chưa có gì hết cho nên đừng buồn. Bây giờ mời bốn cái ốp lưng điện thoại. Đây là bốn chiếc ốp lưng điện thoại của bốn người đẹp rất nhiều màu sắc. Qua cái ốp lưng điện thoại số 3 ấn tượng với chị Việt Hương, chị thích màu đỏ. Đúng rồi, cũng giống em. Quân ơi, em thích màu đỏ giống chị nè, có nghĩa là bạn số 3 đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì còn Toàn. Em nhìn thấy cái màu số 3 cũng đẹp bắt mắt nhưng mà em vẫn thích số 1 hơn. À, em thích Doraemon nè, thích Doraemon à. Dễ thương ha. Doraemon, em rất thích Doraemon, rất thích phim hoạt hình thì không biết là hai anh bên dưới có anh nào thích phim hoạt hình giống em không ạ? Anh cũng định hỏi em câu đó, anh rất là thích phim hoạt hình. À, anh thích coi những bộ phim của Nhật Bản. Benesuka, má của Nobita. Seiko, trái em. Hai chiếc ốp lưng còn lại ở vị trí thứ hai và vị trí thứ tư của Trang Anh và Mỹ Quyên thì khá là đơn giản. Trang Anh, sao mà đơn giản vậy? Em cũng có sở ốp lưng nhưng mà ốp lưng trong suốt thôi. Còn em thích màu gì? Em thích trắng đen. Trắng đen. Nói chung là những cái màu nào dễ thương em đều thích cả. Cái bàn tay của bạn số 4 á, bạn Quyên á, hình như là cái móng tay là móng tay thiệt của bạn đó. Rất là đẹp, ăn ngon, mặc đẹp, ở không đi du lịch mới có cái móng này. Bây giờ coi màn hình khóa đi. Chính xác. Wow. Nhiều màu sắc, chắc chắn là phải ẩn chứa những cái thông điệp khác nhau. Hai chàng trai chúng tôi thích nuôi thú cưng không ạ? À? Dạ thích ạ. À. Em đang nuôi một bé cún. Còn bạn Toàn? Dạ em hiện tại cũng thích nuôi chó luôn. Nhà em đang có hai con chó Nhật. Em cũng thích nhưng mà con mèo em đang để trên hình nền á là em thấy nó bị bỏ rơi, em đã lụm về và em đã coi nó như là một thành viên gia đình em. Ôi cưng quá. Hồi đó em không thích mèo đâu nhưng mà sau khi em nuôi á, em tiếp xúc với nó nhiều thì em thấy là tập tính của mèo nó có những cái đáng yêu, rất đáng yêu luôn. Cô số 3 đeo cái sợi dây đẹp quá. Dạ của bạn em đi Thái Lan qua về tặng em. Bạn tặng em đúng không? Dạ. Bạn mà bằng tay của em luôn hả? Dạ đúng rồi. Bạn số 2 ơi, cái hình đó là hình của em hả? Dạ hình trên mạng. Gương mặt cô gái này hơi buồn, có thông điệp gì hay không? Ẩn chứa điều gì? Em thấy em cũng giống như cái hình ảnh này vậy. Không may mắn trong cái chuyện tình cảm.
Nên là thường là những cái cảm xúc gì đó em đều giấu. Vậy là bạn này sống nội tâm rồi. Hãy tiếp tục để khám phá thế giới bên trong bốn cái điện thoại của bốn người đẹp. Ở vị trí đầu tiên là bạn số 1, đó chính là Đông Nghi. Xin mời. À, bên trong lại là chú Báo Hồng, một nhân vật hoạt hình rất là nổi tiếng. Nhi ơi, dạ. Các cuộc đời của em chắc nó đẹp lắm hả? Các hồng, điện thoại của em có màu rồi. Hồng, nó tươi sáng mà nó đẹp vậy em. Nhìn ngọt ngào. Lúc nào cũng vui vẻ hoạt hình hết trơn Nghi. Lúc trước thì em làm cô gái giống như bạn số 2. Em sống rất là nội tâm và rất là buồn trong những cái chuyện tình cảm. Nhưng mà sau này không có gần gũi với tất cả bạn trai luôn. Tại vì em bị tổn thương lần đó xong là em khép mình và em không mở lòng với bất kỳ ai nữa. Và em sẽ tìm những cái vui riêng của mình, như là nghe nhạc hay là đi chơi với những bạn bè em. Nhà em có mấy anh chị em? Nhà em có ba anh chị em. Rồi có em, có chị? À, em là chị cả, em còn hai đứa em nữa. Em nhỏ nhất nhiêu tuổi? Nhỏ nhất của em là em trai em năm nay học lớp 8, 14 tuổi. 14 tuổi, gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Anh gái lúc nào có trang của bạn cũng màu hồng, màu xanh, những cái màu mà nó hạnh phúc à. Em ơi, cho chị xem hình ảnh gia đình đi. Em trai, anh trai gì không, cho coi hết đi. Ây da, chó kìa. Kìa. Chó kìa. Hình gia đình em, mẹ và bà ngoại. Đẹp quá. Đây là ba mẹ em. Ba nhìn còn phong độ lắm luôn. Ờ, cho em hỏi gia đình của hai bạn nam á, là gia đình hai bạn mấy người vậy ạ? Và nếu có anh chị thì bạn là con thứ mấy trong gia đình đó ạ? Mời Toàn. Gia đình anh hiện tại có hai anh em thôi. Anh là em út. Để em hỏi anh Quân luôn được không ạ? Gia đình anh bao nhiêu người ạ? Gia đình anh bây giờ thì còn ba má con hai. Em là con đầu. À, dạ. Là con trưởng, con dạ. Lớn. Cái gì trắng trắng mà bông 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 đẹp quá vậy em? Dạ, đây là trà sữa hình con chuột. Wow, nhìn dễ thương quá. Bây giờ hỏi của bạn số 2 đi. Cảm ơn bạn số 1. Ai dạ? Bạn này làm như nội tâm á. Hồi nãy cái bạn nữ xoay gương mặt buồn buồn, bây giờ xoay lại còn có cái lưng. Cái ý nghĩa của em khi mà chọn một bức ảnh này nghĩa là đối với em á thì trong công việc, cuộc sống, gia đình, chuyện tình cảm có những cái điều buồn gì đó thì em thường không cho bất cứ ai biết cả. Ba mẹ em có hạnh phúc không? Dạ không ạ. Không hạnh phúc cho nên em buồn. Dạ vâng. Rồi thêm công việc nữa, rồi tình cảm riêng của em nữa, thành ra giờ em thành một cái cô gái quay lưng lại, sắc bính rất là xinh đẹp. Chị nghĩ em là một cái người nội tâm mà chỉ có mới 24 tuổi, cho mình thêm cơ hội đi em. Thật ra thì em đã không gần ba mẹ được lâu rồi. Tại sao? Bởi vì ba mẹ em đã ly dị lúc em đang học lớp 11. Rồi bây giờ em ở với ba hay ở với mẹ? Dạ em sống một mình đã lâu rồi. Em không muốn là ai phải hỏi đến em là ba mẹ em như thế nào. Thực sự khi mà hỏi đến nó cảm xúc em rất là nhiều. Tại vì nhìn mọi người xung quanh ai cũng có ba mẹ cả, nhưng mà em thì không hề có. Chị chia sẻ với em, tất cả những cuộc hôn nhân nào mà gãy đổ thì cái người chịu hậu quả nhiều nhất là con cái. Có thể có những cái nó làm mình đau vô cùng, và cái đó gọi là kinh nghiệm cho cuộc sống. Sau này em sẽ vững hạnh phúc. Nếu ai lấy được em một cái may mắn lắm, tại vì em sẽ giữ cái hạnh phúc thật chặt. Chỉ chúc em là vui hơn cái trang cuộc đời của mình. Tới ngày hôm nay là ngày từng số tình yêu, mình sẽ gặp được một cái trang mới trong cái chuyện tình cảm nha. Dạ. Không có buồn nữa nha. Dạ em cảm ơn nha. Ạ. Em nghe một cái người bạn nữ cũng đồng trang lứa với mình tâm sự vậy, cho chị biết cái cảm giác nãy giờ em nghe như thế nào. Sau khi nghe bạn chia sẻ em cảm thấy cảm thông. Dạ. Cảm thông quá trời ha. Còn Quân? Dạ còn em thì em không muốn nhìn vào cái màn đó. Tại vì là em cũng sinh ra trong một gia đình không có hạnh phúc cho lắm. Với lại em là cũng là một con người sống rất là nội tâm nữa, cho nên là em nhìn thấy con gái khóc em thấy khó chịu trong người lắm. Trang Anh ơi, quê ở đâu Trang Anh? Dạ em quê ở Cà Mau ạ. Ồ gì là giọng miền Tây chứ hồi nãy em nghe lộn giọng Bắc ở đâu ta? Giọng Bắc hả? Tại Cà vì có một cái thời gian em đi diễn ở miền Trung và miền Bắc rất là nhiều, nên là em tiếp xúc với họ nhiều thì cái tiếng em cũng bị nhiễm vậy á. Người Cà Mau dễ thương vô cùng đó. Nghe kể thấy dễ thương rồi, muốn thương rồi. Thôi thì chàng qua số 3 đi. Số 3 ơi, quê em ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn chị. Chỗ đơn giản với Toàn là gần gũi với Toàn. Vô coi nhạc, coi thích cái gu âm nhạc. List cái gì âm nhạc nè của bạn, mỗi lần giải trí như thế nào nè? Dạ, em không có tải nhạc. Không có tải nhạc, vô coi hình nè. Trời ơi, mấy mẹ ơi. Em bưng nguyên cái nhà hàng vô đây luôn hả My? Ủa My em nặng nhiêu ký? 46kg. 46kg hả? Ăn không mập hả? Dạ đúng rồi, em ăn hoài không có mập chị. Cái cao mét mấy nè? Em cao mét 62. 62 mua 46kg ấm nhắc là hợp lý ta, mà ăn quá vậy ăn. Kỳ vậy, tôi đi ngang tôi hửa đồ ăn tôi cũng mập nữa. Bộ em thích nấu ăn lắm hả My? Dạ em chỉ thích ăn thôi chứ em không biết nấu. Em nấu được nhưng mà em nấu thì ít khi nấu lắm. Ở nhà là mẹ nấu hay là em nấu? Dạ bình thường là nhà mẹ nấu, tại vì em ít có thời gian ở nhà lắm chị. Nhà đông anh em không My? Em còn hai đứa em. Hai đứa em gái em trai? Một gái một trai chị. Em là chị cả trong nhà? Dạ đúng rồi. Ba má vui vẻ hạnh phúc hả em? Dạ không luôn chị. Em vẫn có ba mẹ bình thường nhưng mà em cũng không có ở chung với ba, em ở chung với mẹ. Nhưng mà có thăm ba đứa em không, em với hai người em á? Ba em cũng ở bên nội, lâu lâu ghé nhà một lần rồi đi. Rồi cảm ơn bạn. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá điện thoại của cô gái cuối cùng ở thứ tư. Mời Quyên. Người thích ăn ngon mặc đẹp đây, coi ăn gì.
Dạ đây là hình ảnh của em ạ. Sao hình nghĩa vụ không vậy? Quân dạ sự. Em có đi học nghĩa vụ quân sự một tuần với lại các bạn trung khóa. Giúp chồng thành công được, phải học, phải đọc những cuốn sách đó. Em thích nhất là đọc sách. Cô gái này thích đọc sách, trau dồi kiến thức, ăn ngon mặc đẹp, ăn cái gì mà nhìn lạ quá tôi không biết, mì gói. Được, mì gói hay mì gói Hàn Quốc anh? Ăn ngon là phải nói với cô My. Còn nãy giờ cái cô bên này, cô Nguyên ăn ngon, cô đẩy tô mì gói thấy trật. Dạ tại vì đôi lúc em ra nước ngoài á thì mình không có ăn hộp đồ ăn ở nước ngoài á. Em làm nghề gì mà em hay đi nước ngoài? Đi nước ngoài là do sở thích riêng của em thôi ạ. À đi du lịch. Đã dạ đúng rồi, đi du lịch cái kiểu không phải là đi travel nhưng mà mình đi du lịch tự túc á, đi để học hỏi thêm. Đi một mình hay đi với ai? Dạ có lúc em đi một mình, có lúc em đi chung với các bạn. Bạn trai hay gái? Gái cũng có và trai cũng có. Tại sao trong cái đám trai đó không quen người? Mọi người tiếp xúc với nhau á, chủ yếu là do kinh nghiệm học hỏi. Với lại bọn em cũng sợ là nếu như mà có một mối quan hệ nào đó thì sẽ mất đi cái tình bạn mà bây giờ mình cảm thấy rất là vui và rất là trân trọng cái mối quan hệ đó. Dạ giấy tờ gì quá trời chụp với em. Đây là... Dạ đúng rồi, em có sở thích là em hay dùng các loại thực phẩm bổ trợ với lại mỹ phẩm của Hàn Quốc. Cho nên em mua rất là nhiều. Em ơi, gia đình em còn gồm mấy người? Dạ gia đình của em 4 người, ba mẹ, em với lại em trai của em. Trai nhiêu tuổi rồi? Dạ em trai của em năm nay 19 tuổi ạ. Các bạn nghĩ như thế nào về một cô gái độc lập? Tánh độc lập Toàn có thích không? Anh thấy đó là một cái điểm tốt nha. Dạ tại cô... em là người dân dẫn du lịch mà. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dẫn viên cho nên thấy một cái cô nào mà đi trong hành trình của mình mà rất là độc lập thì khỏe. Anh cũng muốn hỏi em là nếu mà người yêu của em hoặc là chồng em sau này là một hướng dẫn viên du lịch, em có chấp nhận được cái công việc mà họ luôn đi mấy ngày hoặc thậm chí cả tháng mới về hay không? Dạ vâng, bọn em rất là hay đi du lịch cho nên cũng thường tiếp xúc với những anh hướng dẫn viên du lịch, nghe các anh trải lòng về cái công việc của các anh cũng như là của các chị thì rất là thấu hiểu ạ. Rất nhiều câu chuyện đã được chia sẻ và bây giờ xin mời mọi người hãy dành cho chúng tôi một chút xíu thời gian để hai chàng trai có thể suy nghĩ chọn xem các anh ấy ấn tượng với cô gái nào để tiếp tục bước vào vòng trong. Xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Bây giờ là thời khắc quan trọng, đây là cái ấn tượng của bạn nam dành cho bạn nữ. Chị mời bạn Toàn trước đi. Em thì cảm thấy bốn bạn nữ đều có những cái làm em thu hút nhưng mà em ấn tượng nhất chính là bạn số 1. Từ đầu tới giờ vẫn là số 1. Toàn xem chung thủy về Toàn. Mời đèn của số 1, bạn Đông Nghi. Chúc mừng Đông Nghi. Còn với Khánh Quân thì sao nào, bạn ấn tượng cô gái nào? Nếu câu chuyện thì em ấn tượng với cô gái số 2 và số 3. Hai người lận nhưng mà em chọn thì em chọn số 3 à. Ấn tượng với số 3. Cô gái số 3, chúc mừng Kim My. Vậy thì bây giờ Hoàng cho chị Việt Hương cái quyền được không? Dạ, xin em được không? Tại vì chị nghe Quân nói là ấn tượng với bạn số 2 và số 3. Nhưng mà Quân chỉ có quyền giữ lại một bạn thôi. Chị là người chia sẻ rất là nhiều với bạn số 2 cho nên chị xin giữ lại bạn số 2. Với vị trí thứ 4 của bạn Duyên, cô gái tóc ngắn nhất ở đây sẽ phải nói lời tạm biệt đầu tiên. Chúng ta hãy chờ đón xem nhan sắc của cô ấy ra sao. Xin mời. Cô gái sống rất lạc quan. Ai cũng bảo cô gái không nên quá độc lập, nếu không chẳng mấy người thích. Có đâu, Quyên vẫn tìm được chàng trai thanh xuân của mình đó thôi. Có điều bàn tay nhỏ bé chẳng giữ nổi một tình yêu dài lâu. Bữa nay cũng bớt cá tính, bớt mạnh mẽ rồi đó, mà vẫn lỡ nhịp tần số với cả hai chàng trai bên dưới luôn ấy. Cảm xúc như thế nào khi mà mình phải về hơi sớm trong tối ngày hôm nay? Em nghĩ là chuyện tình yêu thì ai cũng có duyên cái phận hết. Hôm nay em về thì có lẽ là hai bạn trai ở đây tạo cho em một cái cơ hội khác để em có thể tìm hiểu những cái bạn nam khác hơn ở tương lai. Quá khéo luôn. Rõ ràng là cô ấy nhìn cuộc sống rất là lạc quan và đầy tích cực. Bạn nghĩ ai là Quân hay là Hòa? Bạn đem anh kính là... Bạn... Quân, bạn đó là bạn tại. Lý do em về là chính xác luôn. Cái giới thiệu của em rất là ấn tượng với chị và em đem lại cho chương trình năng lượng rất là tích cực. Không chọn thôi, đây là cho tôi một cơ hội khác để các anh khác có thể tìm đến tôi, tìm được tôi. Yeah. Đúng rồi. Cảm ơn Quyên. Dạ. Chào mọi người ạ.